Xin chào quý vị khán giả kênh Bóng Đá và Đời Sống. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng Trung tâm Đào tạo Bóng Đá Trẻ Việt Nam để theo dõi trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và cao thủ Avenir, câu lạc bộ đến từ Hàn Quốc. Ngày hôm nay thì đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu với bộ trang phục màu tím, trong khi đó thì Avenir họ chơi với bộ trang phục màu trắng. Tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu này. Trước khi bước vào những hình ảnh đáng chú ý trong trận đấu ngày hôm nay, đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống để ủng hộ chúng tôi. Đây là những cầu thủ U19 Việt Nam, họ đang lên dây cót tinh thần trước cuộc đối đầu này. Một trận đấu rất quan trọng ngay trước thềm của U19 Đông Nam Á 2024. Và như vậy là trận đấu đã bắt đầu với phần sân bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta thuộc về đội tuyển U19 Việt Nam. Trong khi đó thì Avenir họ sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Một pha cắt bóng rất tốt đến từ trung vệ mang áo số 20 của câu lạc bộ Avenir. Đường thả bóng hướng đến số 11 Lê Đình Long Vũ. Cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ngày hôm nay đội hình của đội tuyển U19 Việt Nam bao gồm thủ môn mang áo số 1 Phạm Đình Hải, cao thủ số 3 Lê Thắng Long, số 39 Nguyễn Lương Tuấn Khải, số 19 Trương Nhạc Minh, số 21 Lê Khả Đức, số 31 Nguyễn Quang Vinh đội trưởng, số 11 Lê Đình Long Vũ, số 40 Nguyễn Hữu Tuấn, số 10 Nguyễn Công Phương, số 18 Nguyễn Ngọc Chiến và số 4 Nguyễn Hoàng Anh. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam, ông Hứa Hiển Vinh. Quả đá phạt góc người thực hiện là Lê Khả Đức. Anh phối hợp với Long Vũ. Nhưng tình huống đá phạt góc sẽ được thực hiện lại khi mà vừa rồi trái bóng vẫn còn di chuyển ở khu vực chấm đá phạt góc. Liệu có tiếp tục là một tình huống phối hợp với Long Vũ hay không? Như vậy Khả Đức sẽ có một pha đưa bóng vào trong. Quang Vinh. Đánh đầu. Liên tiếp là hai tình huống đánh đầu. Người chạm đầu cuối cùng là vị trí của Hoàng Anh. Người chơi cao nhất trong đội hình của đội tuyển U19 Việt Nam ở trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Avenir. Avenir phản công. Tốc độ đầy ấn tượng đến từ số 13 của đội bạn. Rất chính xác. Tuyệt vời. Tình huống cắt bóng quá ấn tượng đến từ Thắng Long. Và chỉ có một quả đá phạt góc cho đội bóng đến từ Hàn Quốc thôi. Long Vũ. Quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Avenir. Như thường lệ chúng ta vẫn cần phải rất cảnh giác với những cầu thủ cao to bên phía đội bạn. Cụ thể đây chúng ta có thể thấy số 20 hay số 15 của đội bóng áo trắng là những cầu thủ có thể hình trên 1m8. Đánh đầu. Bóng sượt qua một rừng đầu cầu thủ hai bên. Bóng tiếp tục được đưa vào trong. Chưa có phản công của chúng ta. Bây giờ mới là một tình huống phản công với vị trí của Long Vũ. Lê Đình Long Vũ. Ít phút trước thì Long Vũ đã tạo ra một đường cong cực kỳ đẹp mắt. Nhưng thật tiếc là may mắn đã không song hành với số 11 bên phía U19 Việt Nam. Quang Vinh. Khả Đức. Khác với Thắng Long thì hậu vệ cánh trái Khả Đức là cầu thủ có khả năng tấn công tốt hơn. Chúng ta thấy đã có rất nhiều tình huống mà số 21 bên phía U19 Việt Nam thực hiện những pha lên công về thủ nhịp nhàng. Còn bên phía đội bạn thì trung phong mang áo số 10 cũng là người đá băng đội trưởng của Avenir là một cái tên rất đáng chú ý. Avenir trong tình huống này không có quá nhiều những cầu thủ xuất hiện ở phía trên nhưng họ vẫn có thể tạo ra được một cú dứt điểm. Long Vũ.
Tình huống đối đầu 1-1 và Long Vũ đang gặp khó khăn trong việc qua người. Ngọc Chiến. Quá khó. Avenir là câu lạc bộ đến từ Hàn Quốc. Đây là tập thể với những cầu thủ có thể nói là ở dưới độ tuổi U23, U24. Đây là những người chưa được ký hợp đồng chuyên nghiệp và họ hợp thành một đội. Đội bóng này chính là đội bóng được quản lý bởi công ty DJ Management, công ty quản lý huấn luyện viên Park Hang-seo và cả huấn luyện viên Kim Sang-sik. Avenir đã đến Việt Nam từ 3 ngày trước, có nghĩa là họ đã đến đất nước của chúng ta từ ngày 7 tháng 7, có 2 trận giao hữu trước đó. Ngày hôm qua 9 tháng 7 họ có một trận giao hữu với cao thủ đội trẻ của Thể Công Viettel, trận hòa 1-1. Còn vào ngày hôm kia, vào ngày 8 tháng 7 thì Avenir đã có một trận đấu nữa với U21 Công an Hà Nội. Trận đấu mà Avenir đã để thua với tỷ số 1-2. Như vậy đội bóng này đã có 3 trận đấu liên tiếp chỉ trong vòng có 3 ngày. Thể lực chắc chắn đã đi xuống. Trong lần du đấu Việt Nam thì câu lạc bộ Avenir đã mang sang Việt Nam khoảng 21 cầu thủ, cùng với đó là 5 thành viên trong ban huấn luyện. Đội bóng này ăn tập tại đại bản doanh của Bắc Ninh FC. Lên bóng dành cho đội tuyển U19 Việt Nam. Hữu Tuấn. Hữu Tuấn đi bóng vào trong. Long Vũ. Chân trái. Không vào. Long Vũ. Chân trái. Không vào. Một pha xử lý mà Long Vũ đã đưa trái bóng đi vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành bên phía Avenir. Một tình huống mà chúng ta nhớ đến. Tình huống mà làm chúng ta nhớ đến pha làm bàn của Lamine Yamal trong trận bán kết UEFA Euro 2024 rạng sáng nay. Pha làm bàn của cầu thủ 16 tuổi vào lưới của đội tuyển Pháp. Trời. Trong trận đấu giao hữu ngày hôm nay có một vị khách rất đặc biệt, đó là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã đến sân bóng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để theo dõi cuộc đối đầu này. Đơn giản thôi, bởi vì đây là đội bóng đang sinh hoạt tập luyện tại đại bản doanh của câu lạc bộ Bắc Ninh, nơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm cố vấn cấp cao. Đánh đầu rất nguy hiểm và như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số cho cao thủ Avenir, nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Một phen hú vía với hàng phòng ngự của đội tuyển U19 Việt Nam. Cú đánh đầu đập đất của một cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng khiến Cao Văn Bình dù chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể làm gì. Tỷ số hiện tại vẫn đang là không đều, một bàn thắng không được công nhận. Và đó cũng là lần đầu tiên mà trái bóng được đưa vào lưới của đôi bên. Quả đá phạt bên phía hành lang cánh trái theo hướng tấn công của cao thủ Avenir. Góc sút này thì thuận lợi với một tình huống đá bằng chân phải hơn. Đây là cú đá chân trái và là siêu phẩm của cầu thủ bên phía Avenir. 1-0 cho đại diện của Hàn Quốc. Một pha đá phạt đầy bất ngờ đến từ tiền vệ mang áo số 8 của đội bóng áo trắng. Và anh đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Cú sút quá nguy hiểm cộng với lực căng khiến cho Cao Văn Bình dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá. Thái Bá Đạt. Không được. Chưa thể có điểm chạm của trung vệ mang áo số 39 Nguyễn Lương Tuấn Khải, người đang thuộc biên chế câu lạc bộ bóng đá Huế. Thái Bá Đạt. Và trận đấu kết thúc. Chung cuộc thì tỷ số là 1-0 nghiêng về cao thủ Avenir, với bàn thắng duy nhất đến từ chấm đá phạt của tiền vệ mang áo số 8 bên phía đội bóng áo trắng.
trận đấu mà đội tuyển U19 Việt Nam cũng đã rất cố gắng để có một trận đấu lợi. Nhưng thật tiếc khi mà đối thủ vừa có thể hình lại vừa có thể lực vượt trội hơn chúng ta, sẽ còn rất nhiều việc phải làm với huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh. Chúng ta cũng đã đến rất gần với giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia rồi. Và hy vọng rằng là sau màn thử lửa ngày hôm nay thì đoàn quân áo tím sẽ rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm. Và trên đây cũng là những hình ảnh đáng chú ý trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và cao thủ Avenir. Sau đây sẽ là phần trả lời phỏng vấn sau trận của huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh. Và cũng đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống để ủng hộ chúng tôi. Vào buổi tối ngày hôm nay 20 giờ ngày 10 tháng 7, chúng tôi sẽ tạm hoãn một buổi livestream hàng tuần. Do buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã gửi đến các bạn những hình ảnh đáng chú ý trong trận đấu U19 Việt Nam rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Bóng Đá và Đời Sống. Đợt lần tập trung lần thứ hai này thì đúng là chúng tôi đã tập hợp được những cầu thủ tốt nhất của lứa tuổi từ 2005 cho đến 2007. Thì thật sự là khoảng thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng hơn một tuần thì chúng tôi cũng đã cố gắng tập những bài tập để kết dính cho tất cả các em lại nhau, vì các em đến từ nhiều câu lạc bộ, nhiều lối chơi khác nhau, thì chúng tôi cũng đang cố gắng đưa các em vào một cái cách chơi của U19 hiện tại đang chơi. Thì hy vọng rằng trong những ngày tới nữa, vài ngày tới nữa thì các em sẽ kết dính hơn trong cái việc là vận hành lối chơi của U19. Ông đánh giá sao về trận đấu ngày hôm nay? Thì rõ ràng là các em ở cũng đã lâu, khi mà từ giải nghỉ lại thì cũng 10 ngày rồi các em mới bắt đầu là có một trận đấu chính thức. Thì các em cũng có một cái trạng thái là chưa được tốt lắm. Thật sự là cách chơi và các em cũng chưa được vận hành được những em mới tập chung đợt này cũng chưa vận hành được cái cách chơi của U19. Thì như chúng tôi đã nói là chúng tôi còn 7 ngày nữa để chúng tôi cải thiện lại. Về em Hưng thì về nói về kỹ thuật cơ bản thì tương đối là tốt để chơi được hai cánh. Thì chúng tôi cũng là, vì em mới tập là có 3 buổi thôi, thì cái khả năng hòa nhập của em là chưa cao. Hy vọng rằng những ngày tới thì em sẽ hòa nhập hơn. Và của em cũng lợi thế là em cũng hiểu được, nói được tiếng Việt. Cho nên là các em cũng nắm bắt được các buổi tập, các em cũng nắm bắt được cái ý đồ cũng như cách truyền đạt của huấn luyện viên cũng như là cầu thủ trao đổi với nhau. Thì hy vọng rằng trong thời gian tới em sẽ hòa nhập tốt hơn cho. Thì chúng tôi việc dựa vào phong độ của các em hiện tại ở các giải đấu từ V-League hạng nhất và hạng nhì, và các em dùng phải chơi bóng phải tự tin trong cái việc là không phải vội vàng, thì đấy là những cái mà tiêu chí, đặc biệt là tinh thần chiến đấu của các em phải tốt, đặc biệt là những lứa cầu thủ trẻ mà tinh thần không tốt thì khó mà cải thiện được về mặt chuyên môn. Đánh giá như nào bảng đấu của Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á? Thì nếu mà nhìn qua thì tất cả bảng đấu ngoài bảng đó là ngoài bảng Indo thì hai bảng đấu bảng A, B và bảng C thì đồng đều nhau. Ở đây là sự đồng đều. Đấy, và ở bảng đấu của chúng ta thì có Úc, thì đấy là một, dù gì nữa đấy là cũng một bóng đá đã từng dự World Cup rồi. Đấy, thì còn đội Lào thì cũng tôi nghĩ là đấy là đều có cơ hội như nhau, và chúng tôi sẽ làm hết sức để mà tiến vào cái trận đấu bán kết.